Đây là bộ manga chữa lành nhất của Ghibli Studio, The Secret World of Arrietty, thế giới bí mật của Arrietty. Câu chuyện xoay quanh tình bạn của Sho và Arrietty, một cậu bé loài người và một cô bé tí hon sống dưới gầm nhà cậu. Với những tính cách và định kiến khác nhau, họ dần học được cách vượt qua rào cản để cảm thông, chia sẻ, bảo vệ và trở thành một điều ý nghĩa trong cuộc đời của nhau. Mình rất ấn tượng với Sho, một cậu bé dịu dàng, nhân hậu và an tĩnh như cơn mưa đầu mùa. Cậu dùng sự ấm áp, nhẫn nại của mình từng bước cảm hóa Arrietty, lại âm thầm bảo vệ cô bé và gia đình. Đối lập với Sho là Arrietty, cô bé tí hon nhưng bướng bỉnh, kiên cường và tràn đầy sức sống, cũng là người đem đến cho Sho niềm tin thay đổi số phận. Hai nhân vật tưởng chừng như đối lập cả về giống loài, tính cách và quan điểm lại giống như hai mảnh ghép rất ăn khớp, cùng chia sẻ và giúp nhau trưởng thành, cùng tạo được một chemistry vô cùng dễ thương. Kết phim là cuộc chia tay của hai người. Arrietty tiếp tục chuyến hành trình phiêu diêu tự tại cùng gia đình của mình, còn Sho thì giờ đây cũng đã được tiếp thêm động lực và có thêm niềm tin vào cuộc sống. Cho đến giờ phút cuối, Sho vẫn luôn âm thầm dõi theo, hỗ trợ Arrietty, còn cô bé thì cũng đã mở lòng và đón nhận cậu. Cá nhân mình thấy cả bộ phim cũng